Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Hoàng Kim Xuyến ở Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất công trình này nhé. Đây là một công trình thuộc dạng đó chính là nhà phố nha quý vị. Với thiết kế đó chính là mái bằng hiện đại. Thật sự thì những kiểu nhà phố bây giờ thì cũng đang khá là được ưa chuộng và được nhiều quý vị quan tâm. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hotline của chúng tôi là 092-774-8888, 0986-556-761. Hiện tại, chúng tôi đã có trụ sở ở khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị ở miền Trung có thể ghé đến trụ sở Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột. Miền Nam có thể ghé đến trụ sở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Trường hợp thậm chí quý vị đang ở nước ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ đến số hotline. Nhân viên chúng tôi cũng sẽ tư vấn rất là tận tình qua online cho quý vị. Và sau khi mà đã trao đổi và thống nhất xong, thì nhân viên chúng tôi có thể sắp xếp, có thể đến trực tiếp nhà của gia đình của quý vị ở Việt Nam hoặc là người thân bạn bè ha ở Việt Nam để mà chúng ta sẽ trao đổi và ký kết hợp đồng. Đây cũng là điểm cộng của chúng tôi, tức là dù quý vị ở bất kỳ đâu thì chúng tôi sẽ đều có nhân viên có thể đến trực tiếp để trao đổi và ký kết hợp đồng với quý vị. Ngoài ra thì nếu như mà quý vị chúng ta chỉ thiết kế mà không thi công ở Mark Home thì chúng tôi vẫn sẽ có hỗ trợ, đó chính là 2 lần tham gia giám sát, cho nên là đây cũng là điểm cộng rất lớn. Quý vị đừng ngần ngại liên hệ ngay hotline để được nhân viên chúng tôi tư vấn kỹ hơn nhé. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay ha, chúng ta tiếp tục quan sát về 3D của công trình này đi. Đây là một công trình nhà phố mái bằng ha như quý vị. Và thiết kế của nó thì quý vị có thể quan sát, có thể thấy là nó cũng là một cái kiểu nhà rất là phổ biến cho những công trình nhà phố hiện nay. Thường thì nhà hiện đại như thế này quý vị thấy là sẽ không có những cái hoa văn họa tiết cầu kỳ giống như là phong cách tân cổ điển, cho nên là những kiểu nhà này thì so về cái dự toán á, thường thì nó sẽ thấp hơn so với những công trình tân cổ điển cùng diện tích nha quý vị. Đó cũng là một lý do mà thường những nhà hiện đại được ưa chuộng như vậy. Tương tự thì phần mái bên trên cũng vậy ha. Nếu mà chúng ta thiết kế mái bằng thì so ra về đơn giá nó cũng gần như là cái loại mái nó tiết kiệm nhất rồi. Bởi vì mái bằng chúng ta không cần phải lợp vì kèo, không cần phải có phần ngói, không cần phải đổ bê tông bên trên để mà dán ngói chẳng hạn. Giống như là mái Nhật, mái Thái, mái Mansa, mái Lệch. Cho nên là cái chi phí thi công nó cũng sẽ tiết kiệm hơn. Đó cũng là một trong những cái lý do mà nhà mái bằng được ưa chuộng là như vậy nhé. Và với công trình của Mark Home thì quý vị yên tâm là từ những cái vật tư, vật liệu ha, và quý vị đều có thể được chủ động lựa chọn trong cuốn catalog vật liệu của Mark Home. Sẽ có một số dòng mà do Mark Home trực tiếp sản xuất phân phối, có thể kể đến là sơn nè, bột bã nè, thiết bị vệ sinh nè, thiết bị chiếu sáng vân vân. Thì nếu quý vị lựa chọn những cái dòng của Mark Home để mà thiết kế và thi công thì hoàn toàn là sẽ nhận được những cái ưu đãi cũng như là giá cả rất là phải chăng nha quý vị. Với công trình này thì phần mái bằng ở phía bên trên, nếu mà chúng ta quan sát ở đây thì chúng ta sẽ thấy đây là phối cảnh ban đêm nè, hệ thống đèn của công trình ha, sẽ giúp công trình nhìn lung linh hơn. Còn phía bên trên để giải quyết được cái bài toán là chống dồn nước mưa, chống nóng thì kiến sư họ đã đặt thêm, đó quý vị có thể thấy một phần mái tôn nha quý vị. Đây cũng là cái giải pháp em nghĩ là cũng khá là hay và nó cũng khá là tiết kiệm chi phí so với những cái giải pháp khác. Bởi vì tôn thì quý vị biết là chi phí so với ngói thì chắc chắn nó rẻ hơn rất là nhiều. Và tôn thị trường rất là nhiều dòng, chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn cái dòng đắt tiền đâu. Ta lựa chọn cái dòng tầm trung thôi thì em nghĩ là hoàn toàn phù hợp khi chúng ta thiết kế thêm bên trên như thế này. Và ưu điểm của tôn nữa đó chính là khá là nhẹ, cho nên khi chúng ta đặt thêm trên mái thì cũng gần như là không ảnh hưởng gì đến cái phần thiết kế kết cấu của mình ở bên dưới hết. Chưa kể là quý vị có thể thấy là cái tôn đó, nếu chúng ta quan sát từ mặt tiền hay là cả mặt bên, chúng ta đều rất khó để mà thấy. Chỉ có khi nào mà chúng ta quan sát từ trên cao nhìn xuống thì chúng ta mới thấy thôi nha quý vị. Cho nên là đây cũng là một ưu điểm mà quý vị có thể tham khảo cho công trình của mình. Về hệ thống cửa thì công trình này 100% đều sẽ là cửa nhôm hệ kính nhé, để lấy sinh khí ở bên trong một cách tối đa. Đa phần công trình nhà phố hay là nhà vườn ha, đây là hai kiểu nhà mà thường chúng tôi sẽ tư vấn gia chủ, nếu được thì cứ thiết kế 100% cửa nhôm kính đi. Nó sẽ rất là nhiều ưu điểm cho ngôi nhà của mình, bởi vì đây đều là hai cái kiểu nhà mà rất cần những cái nguồn sinh khí và ánh sáng ở bên trong. Ví dụ ở đây quý vị thấy là nguyên cái mặt tiền, nguyên một cái mặt bên của công trình ở đây thì sẽ không
mở được một ô cửa sổ nào hết. Cho nên là việc mà chúng ta lấy được nguồn ánh sáng và sinh khí vào là rất cần thiết nha quý vị. Do đó thì cử nhân mệnh kính sẽ được lựa chọn nhiều nhất. Ở đây thì cái phần lan can ở ban công, chúng tôi sẽ sử dụng lan can kính cường lực. Kính cường lực thì quý vị rất là yên tâm, nó cứng gấp 5-6 lần so với kính thường. Và giả sử trường hợp nó có vỡ thì nó vỡ thành những hạt rất là li ti, nó không có ảnh hưởng gì đến gọi là tính sát thương cho chủ nhân của ngôi nhà. Cho nên quý vị cũng rất là yên tâm trong sử dụng. Nhưng mà thật sự cái trường hợp mà nó vỡ là rất hy hữu quý vị, gần như là không có, trừ khi chúng ta cố tình thôi ha. Mà nếu mà đã cố tình đập phá thì không bàn rồi. Còn nếu mà với tác động của thời tiết thì cửa nhà mày kính thường nó cũng sẽ rất là bền. Với công trình này thì điểm nhấn có thể kể đến, ví dụ ở đây cái phần tầng tâm tầng 3 này thì chúng tôi sẽ có những cái phần lam gỗ, hay là phía bên trên quý vị thấy là có gỗ nhựa nhé. Ở đây những cái phần đua ra một chút xíu, chúng ta sẽ ốp gỗ nhựa để mà tạo điểm nhấn, cũng như là khi mà ta đứng ở bên dưới nhìn lên thì cũng sẽ thấy một cái điểm bắt mắt của công trình. Và có một chi tiết em cũng khá là thích, đó chính là ở đây quý vị thấy là đối diện ở phía bên trên chúng tôi sẽ thiết kế, đó chính là những cái gạch bông thông gió. Gạch bông thông gió nó sẽ giúp lấy được nguồn ánh sáng cũng như là gió nhờ vào những khe hở như thế này, và nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp cho ngôi nhà. Đây là điểm cộng của công trình nhé. Và bởi vì đặc tính của những công trình nhà phố cho nên ở đây chúng tôi cũng sẽ thiết kế luôn, đó chính là phần cổng và tường bao nha. Bởi thường nhà phố thì quý vị biết đó chính là mỗi ngôi nhà nó sẽ có một cái khu đất riêng, đúng không nào, và sẽ độc lập với nhau hẳn luôn. Không giống những công trình nhà vườn hoặc là ở những cái vùng quê, đôi khi là không cần làm cổng tường bao cũng được, nhưng mà nhà phố là bắt buộc phải làm nha quý vị. Ở đây thì quý vị có thể thấy là chúng tôi sẽ làm cổng tường bao sơn màu trắng nè. Phần cửa ở đây sẽ là sử dụng là thép hộp và sơn tĩnh điện ha, kết hợp giữa màu ghi và màu gỗ. Bây giờ thì làm bằng thép hộp thì em thấy là cũng rất là phổ biến cho những nhà hiện đại rồi, bởi vì nhìn nó rất là tinh giản và phù hợp với phong cách. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ trồng thêm một số những cây xanh, cây leo để giúp cho công trình có thêm sinh khí. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến đó chính là về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 41 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và rất nhiều những chi tiết khác. Đây sẽ là về mặt bằng định vị công trình, quý vị thấy tổng quan khu đất. Khu đất ở đây chiều dài của nó là hơn 30m ha quý vị, chiều ngang sẽ là 12m. Rồi tiếp theo ta sẽ xem đến đây chính là về đây. Đây sẽ là hình ảnh chụp được flycam khi mà chúng tôi đến để ký kết hợp đồng, thì quý vị thấy khu đất ở đây và đây sẽ là ngôi nhà xây dựng. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát đến đó chính là mặt bằng công năng của công trình nhé. Chiều dài ngôi nhà này sẽ là 17,52m, chiều rộng là 5m. Diện tích thiết kế tầng 1 là 80m², tầng 2 85m² và tầng 3 là 25m². Em sẽ cộng những con số này lại với nhau. Em lấy 80 cộng cho 85 cộng cho 25. Tổng tích thiết kế sẽ là 190m² nha quý vị. Về công năng cụ thể chúng tôi bố trí như sau, tầng 1 sẽ có là phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, một vị trí vệ sinh, hai lối tiếp cận ha, cửa chính đi vào phòng khách là cửa 4 cánh và cửa hậu phía sau là cửa 1 cánh. Tiếp theo tầng 2 chúng tôi bố trí là có tổng cộng 3 phòng ngủ nhé, và sẽ có hai vị trí nhà vệ sinh, và cuối cùng tầng 3 chúng tôi sẽ bố trí đó chính là không gian của phòng thờ. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem qua đó chính là hình ảnh nội thất của công trình này nhé. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi, quý vị có thể thấy ở đây là phong cách hiện đại rất là rõ ràng, là nhờ vào chiếc ghế sofa góc, chúng tôi sẽ bọc vải nỉ ha, với tông màu trắng và màu nâu sẽ xen kẽ với nhau nè. Bây giờ anh thấy là hai tông màu này cũng đang khá là được ưa chuộng nha quý vị. Bộ bàn trà ở đây thì sẽ là bàn trà đôi, quý vị thấy một mặt bàn lớn dài thì nó thấp hơn, mặt bàn cũng là đá. Còn phía bên này thì cái bàn trà nó cao hơn mà nó sẽ bé hơn nha quý vị. Khung chân bên dưới sẽ là sắt sơn tĩnh điện. Vách phía sau của sofa thì ở đây chúng tôi sẽ kết hợp PVC giả lam gỗ, kèm vào đó là những cái viền inox mạ vàng titan. Trên trần thì ở đây chúng tôi sẽ treo hệ thống là đèn thả nha quý vị. Thường thì nhà hiện đại thấy là đèn thả sẽ được ưa chuộng hơn là đèn chùm. Đèn chùm pha lê thì thường sử dụng cho nhà tân cổ điển là nhiều hơn ha. Và với đèn thả đó quý vị thì nó sẽ tạo nên cái cảm giác nhìn nó rất là nhẹ nhàng cho ngôi nhà của mình. Còn đây sẽ là vị trí cầu thang, thì chúng tôi sẽ làm thêm là vách cắt CNC này, kèm theo đó là những cái kệ tủ. Chúng ta sẽ khéo léo che đi không gian cầu thang nhé. Còn đây sẽ là vị trí của phòng bếp của công trình nhé.
Đầu tiên là kệ tủ bếp được thiết kế hình chữ L, chất liệu cũng là gỗ MDF phủ melamine thôi, bên trên phủ vân gỗ, bên dưới là sơn màu đen. Màu đen không phải là màu dễ phối nha, em cái này phải chia sẻ thật. Đó chính là về nội thất thì màu đen nó rất dễ tạo cảm giác ngôi nhà chúng ta bị tù túng, bí bách và bị tối. Cho nên là việc mà chúng ta kết hợp màu đen, quý vị phải có một cái chuyên môn, một cái ốc thẩm mỹ cao thì khi mà chúng ta đặt để vào thì ngôi nhà nó mới phù hợp. Thường điều này quý vị thích thì cứ trao đổi với kiến trúc sư của chúng tôi. Vị trí này sẽ là vị trí bàn ăn ha, mặt bàn, chân bàn bên dưới đều có đá nè và những cái viền inox mạ vàng titan. Xung quanh chúng tôi đặt 6 chiếc ghế ăn, điểm ngồi sẽ là bọc vải nỉ, khung chân bên dưới sẽ sắc sơn tĩnh điện màu đen. Ngoài ra một điểm cộng công trình nữa là ngay phía bên dưới chân cầu thang thêm về để trống. Ở đây chúng tôi sẽ làm giống như là một cái tiểu cảnh khô nha quý vị, có phần đèn, tượng ha và cả cái chậu cây nữa. Cho nên là không gian ở phía bên dưới thì nhìn rất là sinh động. Còn bây giờ ta sẽ đến phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 của công trình. Phòng ngủ này thì chiếc giường sẽ thiết kế là giường có chân ha, và cũng là sắc sơn tĩnh điện màu đen luôn nha quý vị. Và sẽ được bọc da cho toàn bộ chiếc giường. Cạnh bên sẽ là táp đầu giường dạng treo, kèm theo đó tủ quần áo thiết kế kịch trần. An sẽ xem tiếp đến đó chính là về phòng ngủ số 2 ở trên tầng 2. Phòng này thì về cơ bản nó cũng khá tương đồng phòng ngủ lúc nãy thôi. Ở đây thì chiếc giường cái tông màu sẽ là màu trắng nhạt, màu kem nhạt ha. Ở đây thì quý vị thấy là những cái vị trí mà bàn trang điểm, bàn học thiết kế treo thì đơn giá tầm khoảng hơn 3 triệu cho 1 mét dài nha quý vị. Còn đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo. Phòng này thì cái cá tính hơn so với những phòng lúc nãy. Quý vị thấy phần tường ở đây sẽ sơn tông màu là màu xanh dương này, và xuất hiện thêm một số những cái nội thất màu xanh dương nữa để làm điểm nhấn và tạo nên một cái chủ đề tổng thể cho công trình. Một cái điểm thú vị đó chính là vị trí của bàn học, bàn làm việc với vị trí táp đầu giường. Quý vị thấy là nó gắn liền với nhau, tạo nên một cái thiết kế là 2 trong 1 ha. Thường thì bây giờ em thấy rất nhiều nhà sử dụng cái biện pháp này để giúp chúng ta tận dụng tối đa được diện tích. Còn đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo nữa. Phòng này thì nó cũng trở lại cái tông màu chủ đạo sẽ là màu trắng nè, màu gỗ, màu ghi nha quý vị. Ở đây từ cái táp đầu giường hai bên đến cả là bàn làm việc và cả tủ quần áo luôn. Tủ quần áo thì quý vị có thể lựa chọn một là cánh mở, hai là cánh trượt. Thường thì em thấy nếu diện tích rộng á, thì chúng ta có thể lựa chọn cánh mở. Nhưng em ví dụ trường hợp ở đây thì em nghĩ cánh trượt nó hợp lý hơn. Bởi vì ở đây là có một chiếc bàn, nếu mà ta mở ra mở vào nó sẽ va chạm vào bàn và ghế. Cho nên là ta làm cánh trượt thì nó sẽ không ảnh hưởng được vấn đề này. Cuối cùng tiến lên tầng cao nhất ha, và ta đến không gian cung kính nhất là phòng thờ. Bàn thờ, bàn cơ bên dưới chất liệu gỗ tự nhiên, hai bên là hai chiếc lọc hạt nha quý vị. Và sẽ có những cái vị trí vách cắt CNC. Trên trần này chúng ta sẽ treo đó chính là đèn lồng truyền thống. Bây giờ thì em sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình đi, để xem công trình cao bao nhiêu. Có sập hông định mái là 10,2m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,6m, sàn tầng 2, sàn tầng 3 sẽ là 3,3m. Ngược lại có sập hông tường lợi sơn sẽ là 450mm, chia cho 3 bậc, mỗi bậc là 150mm. Với một công trình nhà phố như em từng chia sẻ đó, cái độ cao của công trình đó quý vị, thì nó không chỉ phụ thuộc vào sở thích đâu, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí ta xây dựng nữa. Có những khu vực thì họ sẽ quy định về cái độ cao nhé, không phải là chúng ta thích bao nhiêu tầng là cứ xây đâu. Có quy định là có thể 1-2 tầng thôi, nhưng mà lên đến tầng thứ 3, thứ 4 là không được. Cho nên là quý vị phải trao đổi thật là kỹ với địa phương, với khu vực của mình sinh sống, để xem là những công trình nhà phố của mình thì xây được tầm khoảng bao nhiêu tầng nhé. Còn đây sẽ là về mặt cắt của công trình này nhé. Quý vị có thể thấy đó chính là những vị trí sàn sẽ được đổ bê tông nè. Rồi những vị trí ở ngoài trời chúng tôi sẽ đều thiết kế hạ cos. Cầu thang sẽ di chuyển ở giữa nhà. Kèm theo đó là rất là nhiều những cái ô cửa ở đây. Cửa ở đây thì quý vị có thể lựa chọn một là cửa composite, hai là chúng ta có thể lựa chọn cửa nhôm hay kính luôn nhé. Em sẽ xem tiếp đến đây là chi tiết thang của công trình nè. Để quý vị có thể thấy là mặt bằng thang tầng 1, tầng 2, tầng 2, tầng 3. Ví dụ tầng 1, tầng 2 là 21 bậc tương công thức 4N+1 theo phong thủy. Về vật liệu ốp lát thì số 1 tôi sẽ ốp đá granite đen ánh kim dày 20mm. Số 2 là lan can kính Tây Vịnh, gỗ lim Nam Phi. Em xem tiếp đến đó chính là mặt bằng công năng của công trình, cũng như ở đây hồ sơ kết cấu nè. Quý vị có thể thấy là công trình thi công là móng băng nha quý vị. Thường thì nhà phố như em từng chia sẻ là một là móng băng, hai là móng cọc thôi. Nó tùy thuộc vào tải trọng cũng như là địa chất. Tải trọng không quá lớn mà địa chất cứng cáp thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng móng băng. Nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với móng cọc nha quý vị. Móng băng ở đây sẽ là móng băng một phương. Xem đến hồ sơ điện nước công trình ngày hôm nay ha, thì em sẽ xem qua đó chính là bản vẽ, nghĩ là cũng rất là quan trọng nha quý vị.
Đó chính là quầy chống sét tiếp địa ở công trình. Đây, cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m, rồi dây dẫn sét tiếp nối hệ thống kim thu sét đi âm tường, cáp đồng trần, vân vân. Còn đây sẽ là dây dẫn sét tiếp nối hệ thống cọc tiếp địa, cáp đồng trần và kim thu sét của Intesco. Cuối cùng, xem dự toán thông tin công trình thì đây là bản dự toán nhé. Quý vị thấy có phần thô, phần móng, trong đây có rất là nhiều mục nhỏ, toàn bộ móng, bể phốt, tường móng, vân vân. Lại có phần thân, có cột, dầm, sàn, vân vân, đầy đủ đơn vị, khối lượng, đơn giá, thành tiền và ghi chú. Vậy là em vừa giới thiệu quý vị, đó chính là công trình nhà phố cũng rất là bắt mắt. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ yêu thích công trình này. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngại liên hệ ngay Mắc Hôn qua hotline 092-774-8888, 0986-556-761. Đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.